Là nhân viên văn phòng nhưng chị Huyền phải kiêm thêm nhiều công việc ngoài chức danh, làm việc trung bình 10 tiếng một ngày với mức lương cơ sở đã áp dụng từ hôm nay và hệ số lương 2,34, thu nhập của chị được 3.252.000 đồng một tháng. Yêu cầu công việc càng ngày càng lớn, nó không đơn giản là với cái chức danh mình mới được tuyển vào nữa rồi. Với mức lương như vậy riêng về bằng cấp là thấp rồi. Từ tháng 12 năm 1993 đến nay, mức lương cơ sở khu vực nhà nước đã trải qua 16 lần điều chỉnh, từ 120.000 đồng năm 1993 lên 1.390.000 đồng một tháng từ tháng 7 năm 2018. Như vậy, lương cơ sở tăng gần 11,6 lần, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5,9 lần. Theo đánh giá của các chuyên gia, chính sách tiền lương trong khu vực công còn mang nặng tính bình quân, chưa thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Mỗi một lần mà chúng ta điều chỉnh mức lương cơ sở thì tất cả đồng loạt đều được điều chỉnh tiền lương, và ngân sách nhà nước khó có thể theo đuổi kịp với cái việc mà khi đã điều chỉnh thì điều chỉnh toàn bộ. Chính vì cái vướng mắc này và mỗi một lần điều chỉnh thì cái tiền lương cơ sở nó cũng khá là thấp. Dự kiến đến năm 2021, mức tiền lương thấp nhất của khu vực công không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp. Cách trả lương theo cấp bậc vị trí việc làm được kỳ vọng giải quyết được các bất hợp lý hiện nay đối với chính sách tiền lương. Cái thứ nhất là phải quy định chính xác cái vị trí việc làm, theo mô tả cái công việc, vị trí việc làm theo đúng cái tính chất công việc để một cách khách quan, để từ đó bố trí cán bộ theo đúng cái vị trí việc làm. Và khi ấy thì là cái tiền lương được trả theo cái vị trí việc làm về chính xác. Đối với hàng triệu công chức viên chức, điều mong muốn lớn nhất hiện nay là tiền lương sẽ có những thay đổi về chất. Đó là đồng lương sẽ thể hiện đúng giá trị những đóng góp của họ, giúp họ toàn tâm, toàn ý, gắn bó với công việc được giao. Đó cũng là khi đồng lương đã đủ sống.